Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào quý anh chị và các bạn. Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lịch ngày tốt. Ngay sau đây, Lịch ngày tốt xin mời quý anh chị và các bạn theo dõi vận trình tử vi tuần mới từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 của 12 con giáp để đón may mắn, tránh xui xẻo ngay sau đây. Tử vi tuần mới tuổi Tý. Tử vi nhận thấy nguy và cơ tiềm ẩn trong vận trình của người tuổi Tý. Người làm công thường bị đồng nghiệp gây khó dễ và cấp trên giao công việc khó, song chỉ cần quyết tâm thì bạn có thể biến thách thức thành cơ hội. Tình hình tài chính ít nhiều có điểm sáng vào đầu tuần cho thấy một vài mối đầu tư trước đó của bạn đang dần đem lại lợi nhuận. Tuy nhiên, khoản tiền đó vẫn chưa phải là quá nhiều. Đã vậy, đại hao lại là dấu hiệu chứng tỏ bản mệnh cũng sẽ phải chi tiêu khá nhiều trong tuần này. Có thể là cho các hoạt động xã giao hoặc mua sắm hàng ngày. Vì vậy, hãy luôn cân nhắc chi tiêu hợp lý, đừng để mình vào cảnh cháy túi. Tình cảm không có nhiều điểm sáng, vợ chồng bạn vẫn còn tồn tại nhiều khác biệt và mâu thuẫn cần phải giải quyết. Đôi bên hãy thẳng thắn đối diện cùng nhau, đừng cố làm ngơ các vấn đề, kẻo mai sau mối quan hệ đôi bên lại có thể rạn nứt vì điều đó. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim thường bị đồng nghiệp gây khó dễ và cấp trên giao công việc khó. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy chỉ cần quyết tâm thì bạn có thể biến thách thức thành cơ hội. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, một vài mối đầu tư trước đó của bạn đang đem lại lợi nhuận. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, hãy luôn cân nhắc chi tiêu hợp lý, đừng tự đẩy mình vào cảnh cháy túi. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, vợ chồng bạn vẫn còn tồn tại nhiều khác biệt và mâu thuẫn cần phải giải quyết. Tử vi tuần mới tuổi Sửu, con đường sự nghiệp của người tuổi Sửu nhìn chung khá hanh thông, thuận lợi trong tuần này. Những gì bạn thể hiện trong công việc đều được lãnh đạo đánh giá cao. Với người làm kinh tế, các mối đầu tư của bạn sẽ đem lại lợi nhuận vào thời điểm cuối tuần. Đầu tuần là thời điểm bạn cần phấn đấu hết sức để tạo dựng niềm tin trong lòng khách hàng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của tiểu hao là lời khuyên bạn làm việc gì cũng cần phải có chừng mực, nhất là với chuyện chi tiêu. Dù là trong thời điểm dư giả đi nữa, nếu không, bạn dễ rơi vào cảnh cháy túi, thậm chí phải vay mượn mọi người xung quanh. Tiếc là con đường tình cảm chưa có nhiều điểm sáng, người độc thân muốn tìm kiếm nửa kia cần phải chủ động hơn nữa trong mối quan hệ, không nên dành quá nhiều sự tập trung cho sự nghiệp. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, cấp trên tin tưởng nên giao cho bạn nhiều nhiệm vụ trọng đại. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, những gì bạn thể hiện trong công việc được lãnh đạo đánh giá cao. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, cần phấn đấu hết sức để tạo dựng niềm tin trong lòng khách hàng. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, làm việc gì cũng cần phải có chừng mực, nhất là với chuyện chi tiêu. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, không nên dành quá nhiều sự tập trung cho sự nghiệp. Tử vi tuần mới tuổi Dần, con đường sự nghiệp của người tuổi Dần có thể không được suôn sẻ cho lắm trong thời điểm này. Bạn cần học cách hợp tác với mọi người xung quanh, không nên tự cô lập bản thân, kẻo đến khi vướng vào rắc rối cũng không có ai giúp đỡ. Với người làm kinh tế, tài lộc của bạn lại có dấu hiệu khởi sắc. Có thể bạn đã tìm được chỗ đứng trên thị trường nên không cần quá vất vả cũng có tiền chảy về túi. Bạn có thể suy nghĩ mở rộng hình thức làm ăn kinh doanh. Tuy nhiên, sao xấu ngũ quỷ khuyên bạn cần phải chú ý đến tình hình sức khỏe, không nên dành quá nhiều thời gian cho vui chơi hoặc dồn quá nhiều sức lực cho công việc. Cần chăm chỉ rèn luyện thể lực và sinh hoạt điều độ, có giờ có giấc hơn, đừng phung phí sức khỏe của bản thân. Phương diện tình cảm cũng không có nhiều niềm vui, đầu tuần vợ chồng bạn liên tục vướng phải những vụ cãi vã. Hãy kiềm chế cảm xúc của mình, nếu không bạn có thể có lời nói hoặc hành động khiến nửa kia tổn thương. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, cần học cách hợp tác với mọi người xung quanh, không nên tự cô lập bản thân. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, tìm được chỗ đứng trên thị trường nên không cần quá vất vả cũng có tiền chảy về túi. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, có thể suy nghĩ mở rộng hình thức làm ăn kinh doanh của mình. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, hãy kiềm chế cảm xúc của mình, nếu không bạn có thể khiến nửa kia tổn thương. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, hãy chăm chỉ rèn luyện thể lực và sinh hoạt điều độ hơn. Tử vi tuần mới tuổi Mão, phương diện sự nghiệp của người tuổi Mão gặp phải nhiều khó khăn, thử thách trong tuần này. Bạn cần thận trọng trong mọi việc, bỏ ngoài tai lời gièm pha của kẻ tiểu nhân. Phương diện tài chính có chút ít điểm sáng vào giữa tuần, đó là khoản tiền xứng đáng với công sức bạn đã bỏ ra trong suốt khoảng thời gian trước đó. Cầm tiền trong tay, bạn cũng nên giữ cho kỹ, chứ không nên vội vàng đưa ra quyết định đầu tư. Trên phương diện tình cảm, thái âm chiếu mệnh giúp nhân duyên của người độc thân có nhiều khởi sắc. Song nếu muốn tìm được người phù hợp thì bạn cần có cách đánh giá mọi người chính xác.
Với người đã có đôi có cặp, bạn nên bao dung hơn với người ấy, đừng xét nét quá nhiều những lỗi lầm nhỏ nhặt của đối phương. Bạn cũng không phải là người hoàn hảo, vì vậy đừng bắt người ấy phải đạt được mọi yêu cầu mà mình đặt ra. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, cần thận trọng trong mọi việc, bỏ ngoài tai lời gièm pha. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, nhận được khoản tiền xứng đáng với công sức bạn đã bỏ ra. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, nên giữ tiền cho kỹ, chứ không nên vội vàng đưa ra quyết định đầu tư. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, nếu muốn tìm người phù hợp thì bạn cần đánh giá mọi người chính xác. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, đừng bắt người ấy phải đạt được mọi yêu cầu mà mình đặt ra. Tử vi tuần mới tuổi Thìn, tử vi tuần cho rằng người tuổi Thìn cần tìm cách khẳng định giá trị của bản thân trong tuần này. Bạn nên sẵn sàng nhận công việc khó để rèn luyện kỹ năng và bản lĩnh, đừng tìm cách trốn tránh hoặc đùn đẩy cho người khác. Phương diện tài chính cũng không mấy khá khẩm, đòi hỏi bạn phải kiên nhẫn hơn trong kế hoạch làm ăn kinh doanh của mình. Đồng thời, bạn cần tỉnh táo để nhận ra sai lầm của bản thân và điều chỉnh kịp thời. Sao dịch mã chiếu mệnh là dấu hiệu chứng tỏ tuần này, để kiếm về tiền bạc và danh tiếng thì bạn sẽ phải di chuyển bôn ba khá nhiều. Người độc thân có vẻ khá thờ ơ với chuyện tình cảm trong tuần này, thậm chí bạn tìm cách từ chối phũ phàng người có thiện cảm với mình. Bạn đang tự tạo ra một bức tường ngăn cách bản thân với người khác. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, nên sẵn sàng nhận công việc khó để rèn luyện kỹ năng và bản lĩnh. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, bạn phải kiên nhẫn hơn trong các kế hoạch làm ăn kinh doanh của mình. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, cần tỉnh táo để nhận ra những sai lầm của bản thân và điều chỉnh kịp thời. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, để kiếm về tiền bạc và danh tiếng thì bạn sẽ phải di chuyển bôn ba khá nhiều. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, bạn đang tự tạo ra một bức tường ngăn cách bản thân với người khác. Tử vi tuần mới tuổi Tỵ, sự nghiệp của người tuổi Tỵ có hung có cát trong tuần này. Bạn có thể được cấp trên ưu ái, nhưng đừng vì thế mà tỏ ra huênh hoang, trở thành cái gai trong mắt kẻ khác. Dù gặt hái được thành công, bạn cũng cần hành xử khiêm tốn, bởi xung quanh vẫn luôn có người tài giỏi hơn. Tình hình tài chính có dấu hiệu sáng sủa hơn vào thời điểm cuối tuần. Hãy chuẩn bị đủ các yếu tố nhân lực, vật lực để khi có cơ hội tới, có thể nắm bắt kịp thời. Bạn có thể kiếm về một khoản tiền kha khá nếu nắm bắt được cơ hội này. Trên phương diện tình cảm, sao Thái Dương chiếu mệnh cho thấy người độc thân vốn có nhân duyên khá tốt. Chỉ cần bạn mong muốn đến với ai thì việc thành đôi với người đó không quá khó khăn. Tuy nhiên đừng vì thế mà trở thành người trăng hoa nhé. Với người có đôi có cặp, bạn và người ấy chưa thẳng thắn chia sẻ mọi chuyện cùng nhau. Nếu không nói chuyện cùng nhau, hai bạn sẽ mãi chẳng biết vấn đề nằm ở đâu. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, có thể được cấp trên ưu ái, nhưng đừng vì thế mà tỏ ra huênh hoang. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, dù gặt hái được thành công, bạn cũng cần hành xử khiêm tốn. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, hãy chuẩn bị đầy đủ các yếu tố nhân lực, vật lực để khi cơ hội tới có thể nắm bắt. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, bạn và người ấy vẫn chưa thẳng thắn chia sẻ mọi chuyện cùng nhau. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, nếu có điều gì lấn cấn trong lòng, vợ chồng chớ cố tình lơ đi. Tử vi tuần mới tuổi Ngọ, đầu tuần là khoảng thời gian thuận lợi trên phương diện sự nghiệp của người tuổi Ngọ. Bạn cố gắng, quyết tâm làm việc nên có thể gặt hái được thành tích cao. Tuy nhiên hãy cẩn thận trong thời điểm cuối tuần, cấp trên có thể cố tình tìm cách gây khó dễ cho bạn. Tình hình tài chính nhìn chung là ổn định, các công việc vào guồng khiến bạn không cần phải quá vất vả, vẫn có thu nhập đều đặn. Tuy nhiên, nếu muốn kiếm thêm nhiều tiền hơn thì bạn cần học hỏi thêm nhiều kiến thức trong lĩnh vực mới để mở rộng phạm vi kinh doanh. Trong khoảng thời gian này, hung tinh Thái Tuế khuyên bạn nên cẩn thận nếu có việc cần xuất hành đi xa như về quê, công tác hoặc du lịch. Trước khi rời nhà, bạn nên đi theo hướng tốt hoặc vào giờ hoàng đạo để gặp được nhiều may mắn hơn. Chuyện tình cảm nhìn chung khá êm đềm, đôi khi vợ chồng bạn vẫn còn cãi cọ với nhau, nhưng cũng nhờ thế mà đôi bên thêm phần hiểu về nhau, bạn và người ấy dần biết cách đặt mình vào vị trí của đối phương. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, cố gắng, quyết tâm làm việc nên có thể gặt hái được thành tích cao. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, hãy cẩn thận trong thời điểm cuối tuần, cấp trên có thể cố tình tìm cách gây khó dễ cho bạn. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, muốn kiếm thêm nhiều tiền hơn thì bạn cần mở rộng phạm vi kinh doanh. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, khi rời nhà bạn nên đi theo hướng tốt hoặc vào giờ hoàng đạo. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, bạn và người ấy dần biết cách đặt mình vào vị trí của đối phương. Tử vi tuần mới tuổi Mùi, người tuổi Mùi nên nhanh nhạy và tỉnh táo để nắm bắt cơ hội, khẳng định vị thế trong tuần này.
phương diện tài chính khá ổn định, bạn có một lượng khách hàng thân thiết ủng hộ nên khoản thu nhập khá đều đặn. Nếu có thời gian rảnh, bạn có thể học hỏi thêm kiến thức mới hoặc thử thêm những hướng kinh doanh mới xem sao. Trong chuyện tình cảm, sao Bách Việt chủ đào hoa cho thấy bản mệnh vốn có những nét hấp dẫn rất riêng, xung quanh không thiếu người săn đón. Bạn có thể mở lòng và thử trò chuyện với mọi người, nhưng đừng quá dễ dàng tin theo những lời ngon tiếng ngọt. Nếu đã có gia đình, con giáp này cần chủ động giữ khoảng cách với những người tiếp cận mình. Hãy trân trọng hạnh phúc mà mình đang có, đừng vì một phút ham chơi mà hủy hoại danh tiếng, khiến những người gần gũi nhất với mình tổn thương. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim nên nhanh nhạy và tỉnh táo để nắm bắt cơ hội, khẳng định vị thế. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy hãy cố gắng dùng kết quả cuối cùng để chứng minh mình là ai. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa có thể học thêm kiến thức mới hoặc thử thêm những hướng kinh doanh mới. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ mở lòng và thử trò chuyện với mọi người nhưng đừng quá cả tin. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc đừng vì một phút ham chơi mà hủy hoại danh tiếng, khiến những người gần gũi tổn thương. Tử vi tuần mới tuổi Thân, tuần này có thể nói là một tuần cực kỳ may mắn đối với người tuổi Thân. Bạn giữ được đầu óc tỉnh táo và nhạy bén nên có thể nhanh chóng giải quyết các khúc mắc tồn tại trước đó, thậm chí biến thách thức thành cơ hội và khiến mọi người phải nhìn nhận bằng ánh mắt khác xưa. Tình hình tài chính nhìn chung ổn định, bạn thậm chí được quý nhân giới thiệu cho những mối làm ăn mới. Hãy đánh giá tình hình thực tế cũng như năng lực của bản thân để lựa chọn cơ hội phù hợp, đem lại nhiều lợi nhuận trong tương lai. Tuy nhiên, sao Thiên Cẩu chỉ ra rằng bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Bạn cần phải cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, không nên khiến cơ thể mệt mỏi, kiệt sức. Chuyện tình cảm báo về nhiều tin vui, người có đôi có cặp nếu muốn quan hệ đã chín muồi thì nên tính những bước xa hơn. Các bạn có thể nhận được nhiều sự ủng hộ và lời chúc phúc từ mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy có thể nhanh chóng giải quyết các khúc mắc tồn tại trước đó. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa biến thách thức thành cơ hội và khiến mọi người phải nhìn bằng ánh mắt khác xưa. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ hãy đánh giá tình hình thực tế cũng như năng lực của bản thân để lựa chọn cơ hội phù hợp. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc cần phải cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, không nên khiến cơ thể mệt mỏi. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim nếu mối quan hệ đã chín muồi thì nên tính những bước xa hơn. Tử vi tuần mới tuổi Dậu, người tuổi Dậu không ngại khó, không ngại khổ nên có thể gây ấn tượng với cấp trên và có thể khiến đồng nghiệp xung quanh ấn tượng. Qua quá trình làm việc, bạn cũng rút ra được nhiều kiến thức và kinh nghiệm quý báu. Tình hình tài chính có những dấu hiệu lạc quan do bạn tìm được hướng đi phù hợp với mình. Nhờ phát huy được lĩnh vực thế mạnh mà bạn thu hút được nhiều khách hàng mới, dù hơi vất vả nhưng tiền đổ về túi ào ào. Sự xuất hiện của sao Thiên Đức là một lời cổ vũ với bản mệnh trong tuần này, đặc biệt là với người trẻ tuổi. Chỉ cần bạn quyết tâm làm việc thì không việc gì có thể làm khó được bạn, thậm chí bạn tìm được cơ hội để chuyển bại thành thắng. Phương diện tình cảm cũng đem tới cho bạn nhiều tin vui. Nếu có thời gian rảnh, hai người nên dành thời gian ở bên nhau nhiều hơn, tham gia các hoạt động ngoài trời cùng nhau, đi du lịch hoặc cùng dùng bữa tối lãng mạn. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, bạn không ngại khó, không ngại khổ nên có thể gây ấn tượng với cấp trên. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, qua quá trình làm việc, bạn cũng rút ra được nhiều kiến thức và kinh nghiệm quý báu. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, tình hình tài chính có những dấu hiệu lạc quan do bạn tìm được hướng đi phù hợp. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, chỉ cần bạn quyết tâm làm việc thì không việc gì có thể làm khó được bạn. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, nếu có thời gian rảnh, vợ chồng nên dành thời gian ở bên nhau nhiều hơn. Tử vi tuổi Tuất, tuần này có thể là một tuần không mấy may mắn đối với người tuổi Tuất. Bạn nên tập trung hoàn thành cho tốt công việc của mình, không nên tham gia vào những cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt với người khác. Thậm chí chia bè kết phái đẩy mình vào cảnh thị phi. Tình hình tài chính cũng không có nhiều điểm sáng. Nếu có tiền trong tay, bản mệnh nên giữ kỹ, đừng nghe theo những lời dụ dỗ đầu tư của kẻ khác. Có nhiều nguy cơ tiềm ẩn sau những mối đầu tư tưởng chừng béo bở. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy cũng không được yên bình vì nguy cơ kẻ thứ ba xuất hiện. Hai người đều cần phải chú ý giữ mình, chú ý giữ khoảng cách với người khác và tin tưởng vào nửa kia của mình nhiều hơn. Bạch Hổ mang lại điểm báo bạn cần phải quan tâm đến sức khỏe của chính mình và những người thân yêu. Bạn cần tập trung chú ý khi tham gia giao thông cũng như lao động chân tay để đề phòng những sự cố đáng tiếc, đồng thời chớ làm việc quá sức. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa nên tập trung hoàn thành cho tốt công việc của mình, không nên lo chuyện thị phi. Tử vi tuổi Bính Tuất, Thổ nếu có tiền trong tay, bản mệnh nên giữ cho kỹ, đừng nghe theo những lời dụ dỗ đầu tư.
tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc có nhiều nguy cơ tiềm ẩn sau những mối đầu tư tưởng chừng béo bở. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim chú ý giữ khoảng cách với người khác và tin tưởng vào nửa kia của mình. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy cần tập trung chú ý khi tham gia giao thông cũng như lao động chân tay. Tử vi tuần mới tuổi Hợi, công việc của người tuổi Hợi thường xuyên gặp phải trục trặc bất ngờ trong tuần này. Bản mệnh cần phải kiên nhẫn để tìm ra cách giải quyết phù hợp, càng nóng nảy càng đẩy mình vào cảnh rắc rối. Với người làm kinh tế, tình hình tài chính của bạn chưa có nhiều tiến triển đáng kể trong thời điểm này. Bạn cần lượng sức mình để đưa ra những quyết định đầu tư phù hợp hơn. Phương diện tình cảm cũng khá ảm đạm, bạn không nên vội vàng đến với một người nào đó vì có thể đối phương chỉ đang lừa dối bạn mà thôi. Tốt nhất, hãy dành thời gian tìm hiểu kỹ hơn về người khác để tránh những tổn thương sau này. May mắn, các tinh tử vi sẽ giúp bản mệnh hóa giải nhiều nguy cơ trong tuần này. Thậm chí, thách thức bất ngờ xuất hiện cũng là cơ hội để bạn rèn luyện và tiến bộ hơn. Vì thế, dù gặp phải chuyện gì, cũng đừng đầu hàng nghịch cảnh. Tử vi tuổi Ất Hợi, Hỏa cần phải kiên nhẫn để tìm ra cách giải quyết phù hợp, càng nóng nảy càng hỏng việc. Tử vi tuổi Đinh Hợi, Thổ cần lượng sức mình để đưa ra những quyết định đầu tư phù hợp. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, Mộc đừng vội chạy theo xu thế thị trường. Tử vi tuổi Tân Hợi, Kim tốt nhất hãy dành thời gian để tìm hiểu kỹ hơn về người khác để tránh những tổn thương. Tử vi tuổi Quý Hợi, Thủy dù gặp chuyện khó khăn cũng đừng đầu hàng nghịch cảnh. Trên đây là chi tiết tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình. Lịch ngày tốt chúc quý anh chị và các bạn một tuần mới hanh thông, thuận lợi và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch ngày tốt nhé!